Tôi da lậm. Tôi cả lậm ba lan nhót. Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 2 trong series Vlog APL 2022 cùng với Phương Thảo và ekip của Garena Liên Quân Mobile. Hiện tại thì mình đang có mặt ở phim trường nơi sẽ diễn ra các ngày media day. Các tuyển thủ của chúng ta sẽ phải có những buổi chụp hình và quay phim, và tất cả những hình ảnh này sẽ được sử dụng xuyên suốt một tháng sắp tới của mùa giải. Hãy đồng hành với Phương Thảo trong video ngày hôm nay để xem là các tuyển thủ của chúng ta khi mà lên hình hay là posing thì họ sẽ ngầu hay là sẽ thú vị như thế nào nhé. Hello. 3, 2, 1. Không biết rằng là bạn cảm nhận như thế nào về buổi Media Day ngày hôm nay? Nó có khác gì so với những hoạt động quay phim chụp hình khác ở APL không? ก็มีการแบบทำงานยากขึ้นนิดหน่อยครับผมเพราะว่าอยู่ที่นู่นแบบคุยกับทีมงานอะไรได้เองเลยแต่ว่ามีที่นี่ก็ต้องมีคอยแบบมีล่ามแบบติดตัวไปตลอดแบบเพื่อให้แบบสามารถดำเนินงานได้เนี่ยเพราะแบบผมก็พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับพูดเวียดนามก็ไม่ได้ครับ就因为拍东西这个拍了蛮多次的了，然后毕竟可以看到其他队伍在干什么，所以我们还是要看看其他队伍除了拍摄团练之外，私底下都会在做些什么。cũng khá là vui bởi vì cuối cùng thì sau bao nhiêu năm em thi đấu em cũng đã được nhìn mặt các đối thủ trực tiếp như vậy. ก็ผมรู้สึกว่าเขาจัดเตรียมสถานที่ทำให้เราได้แบบสะดวกสบายมากครับแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่ครับ những anh chị ở đây rất là nhiệt huyết và năng lượng. 对，跟我们那边比起来的话，这边有更多台摄影机在对着我，感觉这个访问感觉更加盛大。这样。ấn tượng của bạn như thế nào về các tuyển thủ ở ngoài đời? ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าแต่ละคนก็เหมือนแบบรู้จักกันผ่านออนไลน์แต่แบบอยากจะมาสนิทกันแบบออฟไลน์อยากจะมาเจอตัวต่อตัวกันแล้วก็แบบทำความรู้จักกันให้มากขึ้นครับ很开心可以见到一堆国外的选手，因为每次都是在YT上看到都看不到本人。Các bạn Bui Ram và Bacon rất là vui tính và nói chuyện với mình rất nhiều. จากที่ผมมาทั้งหมดก็น่าจะเป็น Bigaming ครับผมเพราะว่าให้การต้อนรับดีแล้วก็ดูเป็นมิตรเป็นเฟรนลี่ดีครับผม因为疫情的关系，其实很久都没有出国来比赛。那么算是从2019年之后第一次有传说的线下赛，我个人感觉非常的兴奋。Không biết là có tuyển thủ Việt Nam hoặc tuyển thủ Thái Lan nào mà bạn muốn gặp ngoài đời nhất hay muốn đối đầu nhất không？想要见到应该每个选手都想见一面，对啊。然后最想打到的话，应该就是 SGP 或者是 BRU。ในส่วนตัวก็อยากจะเจอทุกทีมครับแต่ถ้าอยากเจอทีมไหนเป็นพิเศษก็อยากเจอ HGP เหมือนเดิมครับ Bigaming 因为上一次是输给他们，对 BRB 比较有影响。chắc có lẽ là Nunu hay giỡn với Nunu nhiều nhất. Tôi da lắm, bạn là nhóc hóc nhóc rồi bên da hóc rồi cả lắm ba lan nhóc. Bacon, they are APL champion. Em đi rừng thì chắc là vẫn là Nayin chị ơi. Tư duy, kỹ năng Nayin khá tốt nhưng mà chắc là có một cái chắc Nayin thua em đó là gọi về. Bâng nghĩ rằng là ở trận đấu gần nhất mà Bâng gặp Nayin cũng như là mẹ team thì ai sẽ là người chiến thắng? Thôi thì cho Nayin win đi mà miễn sao em vô địch là được. Tiếp đón các bạn nước ngoài cẩn thận ha. Buổi Media Day với rất nhiều hoạt động chụp ảnh quay phim thì chúng mình có nảy ra một cái ý tưởng challenge đến các tuyển thủ, đó là các bạn ấy sẽ thử posing dáng ăn mừng để xem là ai có dáng ăn mừng độc đáo và mạnh mẽ nhất. Challenge này thì bắt nguồn ý tưởng từ clip rất là viral của Mewan ở trên fanpage của anh ấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử thách các tuyển thủ xem ai có một dáng posing ăn mừng ấn tượng và độc đáo nhất nhé. Người đầu tiên đến với thử thách này đó chính là Nayin. Okay, hey Nayin, I have a challenge for you. Okay, I'm ready. I have a posing challenge for you. Are you ready? I'm ready. Okay, let's start. 1, 2, 3. Hey! ơi. Đại diện đầu tiên đến từ Việt Nam. Okay, Mewan, do you remember this video? Yeah, remember. Your video is so amazing. So they had a challenge for the other players. First, Nayin. Eight. I didn't have Lododo. The next is Pro. Three. Yeah. Why? Why so bad? King Kong. King Kong. Oh, why? No, no Lododo. King Kong. Okay, okay. Like one. Nine. He handsome. Handsome. Yeah, handsome. Yeah, I think so. Pika from Pagatopia. Five. Five. Khẩu chỉ khả mắc gần 7. Like King Kong too. Right, yeah, yeah. Tiếp theo đó là We're. Seven. Seven. Yeah. Có vẻ như là Mewan vẫn nghĩ rằng là mình mới là cái người mà ăn mừng đẹp nhất mọi người, mình đoán như thế. Naeem from Box Gaming. Ten. Ten. Oh, 100 เลย. Wow. 100. Wow. Why, why? So funny à, ta lộc à. So funny. Yeah. Như vậy là chúng ta đã có một người cao điểm hơn so với toàn bộ những người còn lại rồi. And the next is Maris from Bigaming. 1000. 1000. 1000. Như vậy là như vậy là cả ba đối thủ của Việt Nam hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng thưa quý vị, và người đứng đầu đó chính là Maris. Ok. The last one. NNNL from Flash Wolf. King Kong fame. So yeah, like King Kong too. Five. Five. Ok, như vậy là the winner gọi tên Maris với bức ảnh 1000 điểm đến từ Mewan, chính chủ của challenge này. Maris hay là Mewan tạo dáng đẹp hơn? Ai da, ai. Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi và phía sau Phương Thảo đang là những set quay cuối cùng để chuẩn bị khép lại 3 ngày Media Day rất dài. Tất cả những hình ảnh này thì sẽ được truyền tải trong xuyên suốt 1 tháng tới, trước và sau những trận đấu quan trọng, các bạn hãy chờ xem nhé. Hoạt động này thì cũng khiến cho các tuyển thủ có thêm thời gian để trò chuyện và làm quen nhau hơn trước khi họ có một tuần nghỉ ngơi cũng như là training để chuẩn bị đến với vòng bảng của APL 2022. Đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của series vlog Nhật ký APL. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tôi yêu các bạn.